Chỉ cần 900k thôi mọi người. Mọi người sẽ có một con LC V50 nha. Đó, em bán cho mọi người là 900k nè. Hôm nay đa số là hàng thanh lý mọi người. Và hôm nay bên em bán tất cả các dòng đây á là chết chốt trên live mọi người. Mọi người lưu ý giúp em nha. Đó, ai chuyển khoản trước thì em bán trước nha. Thì con LC V50 này 900 nè. LC V40 1 triệu 2 nè. Đó, Note 10 nè, F10e nè 2 triệu 2 nè. LG V50 1 triệu 6 nè. Note 20 4 triệu 350. Nói chung thì tất cả các dòng máy này á bên em được hỗ trợ trả gốc không cần trả trước nha. Ship có toàn quốc cho kiểm tra hàng trước khi thanh toán mọi người. Rồi, cái con đầu tiên sẽ là một con LG V50 nha. Cái này thì em chốt trên live đông người tại vì cái dòng này hấp tiền. Đó, tại vì nếu mà không chốt trên live mọi người qua xem clip á thì mọi người qua ngày mai mọi người gọi rất là nhiều luôn. Đó, em chốt trên live luôn. Cái nào bán rồi em sẽ báo luôn mọi người để cho mọi người dễ mua. Thì con này tình trạng là full chức năng nhưng màn hình nó bị sọc mọi người thấy không? Đó. Còn mọi chức năng đều hoạt động bình thường. Nói chung thì con này xài chữa cháy thôi. Như là camera nè mọi người thấy không? Đó. X1 nè, góc rộng nè. Còn đây sẽ là camera selfie nha. Đó, full chức năng mọi người. RAM là 6GB và bộ nhớ con này sẽ là 128GB mọi người. Đây. Bộ nhớ RAM nè. 6GB nha. Và bộ nhớ lưu trữ nè. 128GB mọi người. Đó. Tổng 128GB. Tình trạng là full chức năng, màn hình bị sọc và có một đốm nhẹ nha. Đó, có sao bảo vệ mọi người. Con này bán là 900k nha mọi người. Đó, 900k nha. Đây, chỉ có một con duy nhất thôi. Tiếp theo sẽ là một con LG V40. Con này thì bán giá 1 triệu 2 mọi người. Con này thì màn hình không sọc nè. Đó, mọi người thấy không? Không bị sọc, nhưng mà màn hình á thì có ám nhẹ nha. Đó, mọi chức năng đều hoạt động bình thường. 1 triệu 2 thôi mọi người. Đây. Hôm nay đa số là lên hàng thanh lý thôi nha. Con này thì 1 triệu 2 mọi người. Mọi người thấy không? Rất là đẹp nha. Đó, rất là đẹp luôn mọi người. 1 triệu 2. Bây giờ sẽ test cam ra cho người xem nè. Đó mọi người thấy không? Cái màn hình rất là đẹp nha. Đây cam X1 hoặc là cam X2. Còn đây sẽ là cam góc rộng. Còn đây sẽ là cam ga selfie. Con này sẽ là RAM 6GB. Và bộ nhớ con này á sẽ là 64GB mọi người. Con này chip Snapdragon á là 845 nha. Màn hình nó chỉ bị ám nhẹ một chút xíu đây mọi người. Cái này chắc hơi khó thấy nha. Đó, nhưng mà em vẫn bán thanh lý cho mọi người luôn. Con này bán giá là 1 triệu 2 nha. Đây, 1 triệu 2 mọi người. Rất là đẹp nha. Bên em ship có toàn quốc cho kiểm tra hàng trước khi thanh toán mọi người. 1 triệu 2, LG V40. Rồi, tiếp theo sẽ là một con S20 5G màu hồng. 3 triệu rưỡi 50 mọi người. S20 5G màu hồng. Con này sẽ là RAM 8GB. Và bộ nhớ con này sẽ là 128GB mọi người. Đó, bản 2 SIM nha. Đây, màn hình sáng đẹp không ấm ố. Bản 2 SIM luôn mọi người thấy không? Đó, 2 SIM, chip Snapdragon á là 865. Ngoại hình thì cũng còn khá là ổn mọi người. Đây, 3,5 triệu. Màn hình con này á thì đã ép kính rồi mọi người. Đó, có sao bảo vậy nha. Đây là hàng thanh lý mọi người. Hàng màn hình này đã ép kính rồi nha. Rồi, con thứ ba nha mọi người. Tiếp theo sẽ là một con S21 5G. RAM 8GB và bộ nhớ con này sẽ là 256GB. Con này tình trạng cũng là màn hình bị ám nhẹ luôn mọi người. Đây nó bị lưu ảnh xíu đây nè. Không biết mọi người có thấy không ta. Con này thì hơi nhẹ nha. Nhưng mà được con này á là dung lượng 256GB. Còn thường con này bản Mỹ chỉ được 128GB thôi. Có con này được 256GB nè. 5,050 triệu mọi người. S21 5G 2 SIM nha. Chip Snapdragon 888 mọi người. 5,050 triệu. Con này thì ám hơi nhẹ một xíu. Ngoại hình thì tầm khoảng 97%. Mọi người thấy không? 97%. Ám nhẹ xíu nha. Cái này chắc hơi khó thấy mọi người. Nó rất là nhẹ luôn. Đó, quay sát màn hình luôn mà mọi người còn không thấy bị ám nữa mọi người. Đó, 5,050 triệu. S21 5G 5,050 triệu mọi người. Rồi. Để coi tiếp theo là gì ta. Tiếp theo sẽ là mấy con hành lý đi. S20 FE 5G. Con này thì sẽ là RAM 6GB và bộ nhớ sẽ là 128GB. Giá bán con này sẽ là 3 triệu 6 mọi người. 3 triệu 6 nha. Vỏ thì cũng còn khá lỗ mọi người. Mọi người thấy không? Rất là đẹp nha. Màu xanh. 3 triệu 6 thôi. RAM 6GB. Bộ nhớ là 128GB. Chip 865. Màn hình á thì bị lưu ảnh. Mọi người thấy không? Nó bị lưu ảnh đây nè. Đó. Bị lưu ảnh khúc này. Và khúc dưới đây nè mọi người. Đó. 3 triệu 6 nha. Con này thì cũng vậy mọi người. Con này thì màn hình nó hơi bị hồng. Mọi người không, con này màn hình hơi bị hồng nha. Giá bán con này cũng là 3 triệu 6 luôn. S20 FE 5G. Chip 865, RAM 628GB. Rồi, thêm một con đó mọi người. Con này cũng là 3 triệu 6 luôn nha. Ba con này bán đồng giá. Và sẽ quay hết kỹ cho mọi người xem mọi người. Đó, 3 triệu 6 luôn.
Con này thì màn hình cũng ám luôn mọi người. Này, mọi người thấy không? Đó, nó phân dụng khúc hai công cụ đổ lên nè. Ok nha. 3 triệu 6 luôn mọi người. S20 FE 5G. Nóp Bluetooth, nóp Bluetooth giá nhiêu anh Nhân Nguyễn ơi? Nóp Bluetooth nè, thì em có được hai con hành lý nha. 4 triệu 850 mọi người, 4 triệu 850. Nóp Bluetooth. Đây, 4 triệu 850. RAM 12GB nha. Và bộ nhớ con này sẽ là 256GB mọi người. Đây, RAM 12 và 256GB. Ủa hàng thanh lý là sao vậy? Quỳnh Cẩm Cam ơi, hàng thanh lý là những cái máy có lỗi nha mọi người. Đó, hàng thanh lý bên em vẫn là những cái máy có lỗi nha, là em sẽ đem đi thanh lý. Còn những cái máy mà em không báo tình trạng, cái đó là full chức năng mọi người. Giờ là Note Galaxy Note Bluetooth 5G. Con này bản Mỹ nha mọi người. Đó. 4 triệu 850 thì con này cũng là hàng thanh lý nha. Sườn thì khoảng 97%, nói chung thì cũng có hơi chày mọi người. Đó, có hơi chày nha. RAM là 12GB và bộ nhớ con này sẽ là 256GB mọi người. Đó. Note Bluetooth bản Mỹ 5G. Tình trạng con này là full chức năng, không lỗi gì hết. Nhưng mà màn hình con này á thì nó có ám nhẹ nha. Để em kiếm cái chỗ ám cơ. Cái này ám cực kỳ là nhẹ luôn. Rồi ta. Này, nó bị ám khúc này mọi người thấy không? Đó, nó phân dụng một khúc thanh công cụ nè, thanh công cụ đổ xuống nè. Đó. 4 triệu 850 cái màu đã sắt. Còn màu đen á thì cũng vậy mọi người. Đây, nó bị lưu ảnh nè. Đó, nhân viên em để cái dấu này để cho mọi chỉ cho mọi người dễ thấy, mà nó hơi nhẹ xíu, không biết mọi người có thấy không nữa. Không, cái này khó thấy nha. Nó hơi nhẹ một xíu mọi người. Đây, nó in cái logo nè. Đó, nói chung là cái này bị lưu ảnh mọi người. Mọi người chỉnh qua nền tối á thì xài nó sẽ không thấy, nhưng mà nền trắng thì sẽ thấy nha. Như em chỉnh cho nền tối nè. Đó. Mọi người không thấy luôn nha. Nhưng mà tình trạng thì có sao báo vậy mọi người. Ok nha. Note Bluetooth RAM 12 256GB. Con này màn hình ám nhẹ, 4 triệu 850, màu đen mọi người. Rồi, có anh hỏi là con Note 10 có bị gì không hả? Thì con Note 10 này á là full chức năng, không bị lỗi gì hết nha. Con này là phiên bản của hàng, được 5G nè và được RAM 12GB nha. RAM 12GB và bộ nhớ con này là 256GB mọi người. Đây. RAM 12 256GB. Con này là full chức năng, không lỗi gì hết nha. Con nào có lỗi sẽ báo cho mọi người luôn. Đây, Galaxy Note 10 5G nha. Màu đá sắt. 4 triệu 450 mọi người. 4 triệu 450. Galaxy Note 10 5G. 4 triệu 450. Không bị lỗi nhỏ nào hết cho mọi người. Đó. Bixel đi anh ơi. Bixel thì em có một con màu cam là Bixel 4 mọi người. Chụp hình con này rất là đỉnh nha. Bây giờ sẽ chụp một tấm hình cho mọi người xem. Mà giá con này bán là 2 triệu 7 mọi người. Em báo giá cho người trước luôn để cho mọi người dễ quan tâm. Đấy, chụp một tấm hình cho mọi người xem nè. Ok nha, để chỉnh màn hình sáng lên xíu mọi người. Đó, mọi người thấy không? Rất là nét nha. 2 triệu 7 mọi người. 2 triệu 7 thôi nha. Con này thì full chức năng, không lỗi gì hết mọi người. Những con máy nào á mà bên em không báo tình trạng á là máy nó full chức năng nha mọi người. Đó, em báo rất là rõ nha. Đây, báo rất là rõ luôn. Ngoại hình con này thì còn rất là đẹp nha mọi người. Đó, rất là đẹp luôn. 2 triệu 7 nha mọi người. Con này sẽ là chạy chip Snapdragon á là 855, RAM á là 6GB và bộ nhớ con này sẽ là 64GB, được 2 SIM nha, một eSIM và một siêu lý. Màn hình con này sẽ là 90Hz, tấm nền là BOLED mọi người. 2 triệu 7 nha. Rồi, em lên mẫu khác nha mọi người. Đây là một con F10e 2 triệu 2 mọi người. Nó thay Mooncha thì có máy bình thường thôi chứ không có máy thanh lý mọi người. Đây, F10e 2 triệu 2. RAM 6GB, bộ nhớ con này là 128GB mọi người. F10e nha. Đó, bản Mỹ nha mọi người. Bản Mỹ sẽ là chip Snapdragon 855, RAM 628GB. Con này tình trạng á là màn hình cũng bị ám nhẹ luôn. Con này chắc hơi khó thấy mọi người. Ám cực kỳ là nhẹ luôn. Đó, mấy cái nào ám nhẹ em sẽ báo ám nhẹ nè. Em có ghi sẵn nè mọi người. Đó, chữ ám nhẹ nè mọi người thấy không? Đó. Đây, nó bị ám cái khúc này nè. Nhưng mà quay bằng điện thoại nó không thấy được mọi người, tại vì ám rất là nhẹ luôn. Thật sự nếu mà đi mua máy mà người không để ý là chắc cũng không thấy đâu mọi người. Nhưng mà tình trạng thì có sao báo vậy nha. 2 triệu 2 mọi người. Để coi còn máy gì nữa không ta. 11 Pro Max. Đây là một con 11 Pro Max 256GB bản Mỹ nha mọi người. Bán giá cho người á là 9 triệu 7 nha. Con này pin 100% luôn. 256GB 11 Pro Max 9 triệu 7 mọi người. Đây cũng là hàng thanh lý nha mọi người. Đây pin 100%. Pin con này là pin thay mới.
và bản Mỹ 256GB, phiên bản quốc tế mọi chức năng đều hoạt động bình thường, vỏ thì còn khoảng 97-98%, nói chung thì cũng còn rất là đẹp. Bên em bán gớp không online được mọi người ơi, gớp mọi người phải đến cửa hàng nha. Con này bán giá là 9,7 triệu. Tình trạng máy này á là màn hình zin có chu tông nhưng mà đã ép kính rồi mọi người, màn hình này đã ép kính rồi nha. Ok, 9,7 triệu. Đây là một con LG G8 2,4 triệu, con này full chức năng, ngoại hình này khoảng 98%. Con này em quên sạc pin này. RAM 6GB, bộ nhớ sẽ là 64GB, chip là 855 mọi người. Đó, LG G8 nha. Tiếp theo sẽ là một con A51 mọi người. A51 RAM 6GB, bộ nhớ là 128GB mọi người. Đó, màn hình con này cũng bị lưu ảnh trên đây nè. Đó, nó hơi nhẹ xíu thôi. Nói chung mà nhìn khó thấy nha. Con này bán cho người á là 2,3 triệu, bản 2 SIM chính hãng luôn. 2,3 triệu mọi người. Hôm qua thì bên em không có đi lấy máy nên hôm nay em sẽ đa số là gom những cái máy mà lỗi lỗi á mọi người, là đem lên thanh lý cho mọi người luôn. Mấy bữa kia thì mọi người hỏi hàng thanh lý nhiều quá. Đó. Con này thì Redmi Note 10S 3,050 triệu, RAM 828GB. Con này cũng vậy luôn. Đây là một con 13 Pro nha. 13 Pro 128, à, con này 256GB, em nói nhầm, em coi lại. Đây, pin con này là còn 88%. Con này mã BA, quốc tế mọi người, 256GB. Con này bán giá là 16,550,000 nha. Con này thì full chức năng, không một lỗi nhỏ mọi người. Màu đen. Ok nha, ngoại hình này tầm khoảng 97-98% nha. Nói chung thì cũng còn khá đẹp nha mọi người. Tại cái viền thép á, mọi người đụng tay vô nó hay dính mồ hôi tay lắm. Đó mọi người thấy không? Nó hay dính mồ hôi tay. 16,550,000. iPhone 13 Pro. Tiếp theo sẽ là một con Mi Note 10 Pro. Đây, Mi Note 10 Pro nha. Con này sẽ là RAM 8GB mọi người và bộ nhớ là 256GB. Con này là màn hình cong, chip Snapdragon đó là 730 mọi người. Camera sẽ là 108MP nha. Và giá bán con này sẽ là 3,3 triệu mọi người. 3,3 triệu nha. Đó. 3,3 triệu mọi người. Màn hình cong rất là đẹp luôn. Đúng không? Ok nha. 3,3 triệu. Rồi, lên LG V50 1,6 triệu đi anh ơi. Anh Nguyễn Phát đây. Em lên hai con LG V50. Giá là 1,6 triệu mọi người. Đó, V50 1,6 triệu nha. Con đầu tiên nè. Đó. Mọi người thấy không? Cái màn hình ghi ám nhẹ. Ám nhẹ. Nhưng mà nhìn vô á là không thấy ám luôn mọi người. Mọi người thấy không? Không thấy ám luôn. Tại vì cực kỳ nhẹ luôn nha. Em quay như vậy là rất là rõ mọi người. Đây. Rất là rõ luôn nha. Đó, 1,6 triệu thôi. LG V50, RAM là 6GB, bộ nhớ là 128GB. 1,6 triệu nha mọi người. Ok nha. Tiếp theo sẽ là một con LG V50 tiếp nha mọi người. Đây. V50 tiếp cũng là 1,6 triệu luôn. Con này thì cũng ám nhẹ luôn mọi người. Hai con đều giống nhau. Nói chung là mấy con này là full chức năng nha. Em chỉ báo lỗi chính đó mọi người. Đây con này nó bị lưu ảnh nè. Đó. Nó bị lưu ảnh thanh công cụ. Cái này thì mọi người xài rất là ok luôn mọi người. Bao mọi người xài á là không bao giờ bị lỗi nặng hoặc lỗi nhẹ nha. 12 cục mắt bên shop gì? Anh Nguyễn Hải, 12 cục mắt mua bên shop thu lại lên đề giá sau Huy. Thì trong vòng 3 tháng á là bên em sẽ trừ phí 15% mọi người. Đó. Là mọi người đổi máy lên đời nha. Chỉ cần đổi dòng là lên đời hoặc là bán lại cũng là 15% trong vòng 3 tháng mọi người. Ví dụ như cái máy này, 1,6 triệu nè. Đó, 1,6 triệu mà trong vòng 3 tháng mọi người xài chán không? Bán là bên em hoặc lên đời là trừ phí 15%. Đó, 1,6 triệu mà trừ phí 15% là khoảng 160 trừ 80 chắc khoảng 240 cho tính 250 đi. Đó mọi người, trong vòng 3 tháng mọi người trừ 250 nha. Thì em sẽ tính đó là trong vòng 3 tháng mọi người lên đời là trừ 15% giá trị hiện tại bên em bán ra, đang bán ra mọi người. Đó, 15% giá trị hiện tại bên em bán ra nha. Lúc nào bên em bán á, thì cũng có ghi trong phiếu bảo hành á là trừ phí 15% nếu mà lên đời hoặc đổi máy. Ok nha. Đó. Rồi. Tiếp theo sẽ là một con em coi có bình luận nào ta. Mình chốt V50 ok luôn, nhắn tin fanpage giúp em nha. Lên S20 cha hả?
Acebunja thì hôm nay em không có hàng hành lý, nhưng mà sẽ có hàng full chức năng thôi. 6,2 triệu. Đây là một con Note 20 4,350 triệu mọi người. Note 20 là 4,350 triệu. Ok nha. Đây, sườn nè thì nó bị phẩy sơn hay hút chân sạc. Đó. Sườn thì khoảng 97% hoặc là 98% tùy theo mọi người đánh giá nha. Con này là RAM 8GB nè, bộ nhớ là 128GB. Phiên bản 2 SIM mọi người. Con này tình trạng cũng là màn hình ám nhẹ nha mọi người. Đó mọi người thấy không? Màn hình có ám nhẹ. Đó. Nhưng mà em sẽ cho mọi người xem màn hình. Cái màn hình này thật sự là không thấy ám luôn. Nhưng mà mọi người nhìn ở ngoài á, em chỉ cho mọi người thấy á, là sẽ thấy được chỗ ám nha. Tại vì nó quá nhẹ mọi người, thật sự là như vậy. Đây. Đó. Rất là nhẹ luôn. Cái này mọi người mà cửa hàng khác mà đi bán lướt vẫn được luôn mọi người. Nhưng mà tình trạng thì em có sao quá vậy thôi nha. Ok nha mọi người. Đó, 4,350 triệu, Note 20 5G. Còn con này sẽ là 4,350 triệu luôn. Đó, cũng là RAM 128GB luôn. Đây. Con này thì nó bị lưu ảnh khúc dưới đây nè, mọi người thấy không? Đây, trên đây nè. Đó. Nó lưu ảnh nè. Ở khúc trên đây. Nhưng mà con này vỏ đẹp hơn nha. Mọi người thấy không? Vỏ rất là đẹp. Cái này thì mình lấy xăng mình chùi cái là đẹp nha mọi người, chứ không phải bị chày nha. Khoảng 98% mọi người. Con này khoảng đẹp khoảng 98% á. 4,350 triệu. Cũng là bản 2 SIM luôn nha mọi người. 4,350 triệu. Đây hôm nay em có được hai con LG Win. Đó. LG Win. Cái màu rất là độc lạ luôn mọi người. 4 triệu nha. LG Win là điện thoại 2 màn hình. Đây. Đó. Điện thoại 2 màn hình. Rất là đẹp. Con này thì full chức năng không lỗi gì hết. RAM là 8GB. Con này phiên bản của hàng để em chỉnh tiếng Việt cho người xem. Thì LG có tiếng Việt sẵn hết mọi người, nên mọi người cứ yên tâm nha. Đây, tiếng Việt nè. RAM con này sẽ là RAM 8GB mọi người. Bộ nhớ RAM nè. Đó, 7,8 là RAM 8GB nha. 7,8 là RAM 8GB. Còn bộ nhớ lưu trữ á, bộ nhớ trong á sẽ là 128GB. Đó, camera nè mọi người. Đây. Camera trước á sẽ là camera hụp hò nha. Mọi người thấy không? Đây, camera nó hụp lên nè. Em đóng lại cho. À, 4 triệu nha, con này 4 triệu nha. Đó, hụt lên hụt xuống nè. Đây. 4 triệu mọi người. Còn đây là camera selfie nè. Hai camera chính nè, làm X1 có 3 camera góc kính mọi người. X2 nè. Góc cộng 0,5. Em sẽ mở cho người xem. Tại vì cái màn hình nó hơi ga to xíu. Khó quay. Rồi. Mình có thể điều khiển á là khúc cái nút ở dưới đây luôn mọi người, nè mọi người thấy không? Nút dưới đây nè. Bây giờ sẽ lên nè, đó, xuống nè, trái nè, phải nè mọi người thấy không? Rất là độc lạ luôn thấy không? Đó, mọi người thấy cái ô vuông này không? Đang nằm khúc này nè. Đây, mình quẹo trái xíu nè, mình lại xuống nè, mọi người thấy không? Lên nè, còn quay được hai camera luôn nha. Đây, hai camera cùng lúc luôn. Con này bán 4 triệu mọi người. Con này chip á, Snapdragon á là 765G, RAM là 8GB, bộ nhớ là 128GB. Đó, RAM 128GB. Con này có hỗ trợ 5G luôn nha, 4 triệu. Thì vỏ con này á, bên dưới cũng còn rất là đẹp. Có phẩy một xíu đây. Bên trên thì nó có phẩy một góc. Mọi người thấy không? Bên trên phẩy góc. Rồi bên hông thì không có nha. Em quay kỹ cho mọi người xem để cho mọi người đỡ tốn thời gian chạy qua xem mọi người. Ok nha. Rồi con này á thì màu xanh mọi người. Con này thì vỏ nó hơi đẹp hơn nè, nhưng mà cái lưng con này thì hai rồi nha mọi người thấy không? Không có logo LG nè, có sao bên em báo vậy mọi người, tình trạng báo rất là rõ luôn nha, báo rất là rõ trên livestream luôn mọi người, để cho mất công mốt khỏi cái lộn mọi người. Đó, nhiều lúc thì khi em không báo đúng thì em sẽ cố gắng khắc phục thôi. Đó, tại vì thật sự là mình đâu phải test hết được 100% chức năng đâu mọi người, nhưng mà mình sẽ có trách nhiệm lúc mà điện thoại mình bán ra mọi người. Đó, thì bên em bán dẫn cho người á là bảo hành 3 tháng 1, nếu không đúng tình trạng thì bên em dẫn đổi cho người máy khác nha. Em thì quan điểm là vậy mọi người. Đó, rồi đây là một con LG Win. RAM con này là RAM 8GB, bộ 128GB luôn, cũng như con trước không mọi người, nhưng mà cái màu xanh này là màu xanh khác nha, rất là đẹp. Đây bên dưới nè, nhưng mà khúc này có phẩy nè mọi người thấy không, có phẩy nè. Đó, bên trên, bên hông. Nói chung thì con này đẹp hơn con nãy mọi người, nó chỉ phải xíu đây thôi. Ok nha. RAM 828GB LG Win 4 triệu mọi người. Một con hai lưng.
Đó, hai con thôi. Chỉ có hai con thôi nha mọi người. Con này là S21 Ultra, màu màu bạc rất là đẹp. 8.750.000, bản 2 SIM. Đây. S21 Ultra bản 2 SIM, RAM 12GB, bộ nhớ là 128GB nè. Đó, bản 2 SIM, một eSIM và một siêu lý. Con này camera zoom á sẽ được 100 nits mọi người. Cực kỳ là rõ nét luôn. Đây. 8.750.000 nha. Con này thì full chức năng, không một lỗi nhỏ mọi người. Em chụp tấm hình cho người xem nè. Mình coi nó gõ cỡ nào. Đó. Để xử lý cái mọi người. Đây. Mọi người thấy không? Cực kỳ là gõ luôn, cũng hơi xa nha mọi người. Quá gõ luôn nha. 97 nè, 98 nè. Đó mà nó xa cỡ vậy nè mọi người. Đây, S21 Ultra bản Mỹ 2 SIM, chip Snapdragon 888, RAM 12 128GB, màn hình 9798%. Giá bán là 8.750.000. Thì mấy cái máy này á, bên em có hỗ trợ trả góp, không cần trả trước cho mọi người luôn nha. Đó. Sao lên toàn không thấy anh, toàn thấy cửa hàng lạ, thấy nhân viên con gái thôi. Sao không thấy anh? Thật sự là em mít ở ngoài tiệm lắm người, em hay đi lấy máy lắm. Nên mọi người qua tiệm mua thì chắc cũng ít gặp em mọi người. Em thì ít khi nào ra tiệm, em sẽ đi lấy máy vòng vòng ở Sài Gòn mọi người. Đó, thì mới có máy quay cho mọi người xem được chứ. Nếu mà không có đi lấy máy thì sao mà có máy quay cho mọi người xem. Đúng không? Đây là con Note 9 nha. Con này hai lưng rồi, nhưng mà hai lưng zin nè mọi người. Tại cái lưng này lằn kính nè. Còn lưng mà lưng lô sẽ hai bằng như kiểu là mica mọi người. Nhưng có sao bó vậy nha. Galaxy Note 9 3.1 triệu. Con này bản hàng có thể nâng cấp 2 SIM. Đây, 3.1 triệu nha. Nó có thể nâng cấp 2 SIM nè. RAM 628GB, vỏ thì còn rất là đẹp. Em quay một vòng vỏ cho người xem. 3.1 triệu nha. Rồi, con này thì full chức năng nhưng màn hình vẫn bị ám mọi người. Đó, nó phân dùng khúc này xuống nè, thấy chưa? Đó, 3.1 triệu, con màu tím. Còn con này sẽ là này mọi người thấy không? Thấy số mày không? Lưng này lưng zin nè. Con này thì cũng là nó chính luôn, 3.1 triệu luôn. Con này thì cái bút em quên gắn vô rồi. Ô, con này nhỏ đẹp mọi người. Cái bút thì em sẽ gắn theo bút riêng nha, nhưng mà sẽ bút riêng cho mọi người luôn. Đó, cho mọi người yên tâm. 3.1 triệu luôn. Màn hình con này thì cũng ám nhẹ nè. Rồi, ám khúc này xuống nè mọi người thấy không? Ok nha. Rồi, có hai con Note 9 thôi. Hai con đều là 3.1 triệu. Mấy cái màn ám mọi người chỉnh qua nền tối xài sẽ không thấy nha. Đây, mấy cái màn ám mọi người chỉnh qua nền tối xài sẽ không thấy. Tiếp theo sẽ là một con S20 1FE. Để em chỉnh qua tiếng Việt các mọi người. Đây. S21FE bản 2 SIM mọi người. Con này là bản Mỹ mà được 2 SIM nha. Và chip Snapdragon 888, RAM 6GB, bộ nhớ là 128GB. Sườn thì có hơi phải xíu. Nói chung thì cũng chấm li ti mọi người. 5.3 triệu thôi. 2 SIM nha mọi người. 5.3 triệu. Đây, con này cũng vậy luôn. Mấy con này là full chức năng, không lỗi gì hết nha. Mấy con này em không có tình trạng là full chức năng mọi người. Đó, 5.3 triệu luôn. Ok nha. Hai con đều giống nhau. Hai con đều là màu đen luôn. 5.3 triệu thôi. Chip là 888, RAM 628GB. Còn đây sẽ là Mi 10 5G, RAM 8GB. Bộ nhớ con này là 256GB. Và chip con này sẽ là chip Snapdragon 8.5, màn hình 90Hz, 4.750.000. 4.750.000 nha. Quá là ok mọi người. 4.750.000. Rất là đẹp nha. Camera sẽ là 108MP. Đây còn với ông ta. Đây. Note 10. Note 10 cho người là 3.850.000. Đó, xem cái ngoại hình trước nè. Có một cái chỗ phẩy nè. Đó, có chỗ phẩy. 3.850.000 mọi người. Đây, bên hông thì bên dưới thì cũng còn đẹp nha. Bên này thì nói chung thì có chấm li ti thôi, không đáng kể lắm. Bên trên nè, đó, nó có phẩy đây nữa nè. Đó, thì chắc ngoại hình chắc khoảng 97%, hoặc đó, 97% cả đó nha. Nhưng mà cũng còn ổn nha mọi người. Rồi, tiếp theo là màn hình nè. Rồi là bản Mỹ nha mọi người, cũng là RAM 8GB. Đây, RAM 8GB, bộ nhớ là 256GB. Bản Mỹ nha, bản Mỹ là chip 855 mọi người. Con này full chức năng, nhưng màn hình nó bị lưu ảnh. Nó có một cục đây nữa. Nó cũng hơi nhẹ nhẹ xíu mọi người. Nó hơi không
ẩn nhẹ, nói chung là nhìn ở ngoài sẽ thấy, còn nhìn bằng qua điện thoại nó không thấy mọi người. 3.850.000 nha. Ok nha mọi người, 3.850.000. Mọi người thấy không, này toàn là hàng hành lý không à, hàng lỗi không à, mọi người. Tại vì phải bán mấy cái này ra, bên em mới có vốn để lấy mấy khác về mọi người. Chứ mà bán không có bán mấy này là xong luôn á. Đó là tồn, tồn là đâu có tiền lấy máy đâu mọi người. Nên bắt buộc là bán, đa số là bán thanh lý là như vậy đó mọi người. Có hồi nãy có chị nào hỏi á, đây là một con S21 Lút 5.450.000 mọi người. S21 Lút bản Mỹ 2 SIM, RAM 828 GB, sườn cũng chấm chấm li ti trên đầu nè. Đó. RAM 828 GB nha, và chip là 888 mọi người. Con này thì nó bị ám mà phân dùng khúc hai công cụ này, ám phân dùng khúc khúc cái khúc mà hai công cụ đổ xuống rồi, nói chung mày cũng hơi nhẹ đó. 5.450.000 rồi, để coi có gì nữa không ta. Con LG V50s 4.250.000 này khách bán lại. Con này hai màn hình nha, đây hai màn hình RAM 8 GB, bộ nhớ là 256 GB, hai màn hình 4.250.000 thật nè. Nó cái này là ốp lưng đó mọi người, 4.250.000 coi còn như không ta. Rồi mọi người lưu ý nè, để báo cái này, cái đây em báo mấy cái dòng máy cũ cho mọi người xem. Mọi người lưu ý giúp em nha, bên em chỉ giao dịch một số tài khoản ngân hàng, chủ tài khoản là Hà Quốc Minh, số Vietcombank 97168569 người. Mọi số tài khoản khác đều là lừa đảo nha. Thời gian làm việc là từ 9 giờ sáng cho đến 8 giờ tối. Số điện thoại là 077 469 683, 0703 747474 và 06 con số 8 774 người. Bên em bán hàng có ship hàng toàn quốc và cho kiểm tra hàng trước khi thanh toán mọi người. Bên sẽ bảo hành cho người là 3 tháng 1 đổi 1, không bảo hành gây nước cứng đớm màn hình và có hỗ trợ trả góp không cần trả trước. Trả góp thì mọi người phải đến cửa hàng, không làm hồ sơ trả góp online được. Còn ship có thể cọc mọi người. Máy dưới 5 triệu cọc 300, máy trên 5 triệu sẽ cọc 500, máy trên 10 triệu sẽ cọc cho 1 triệu. Và bên em không yêu cầu chị khoản đủ nha. Nếu mà có ai nhắn tin yêu cầu chị khoản đủ á, là người đó giao mạo bên em là lừa đảo hết mọi người. Đó bây giờ nói chung thì người bây giờ giả dạng mà lừa đảo nhiều lắm mọi người. Đó. Rồi, số tài khoản của em không bao giờ bị khóa hoặc bị lỗi nha mọi người, lưu ý giúp em nha. Rồi. Để coi em báo mấy cái dòng máy mà em đang còn ha mọi người. Thì cái dòng này em sẽ báo cho mọi người á là bây giờ em sẽ báo mà kiểu để đọc bình luận đi. Có màn hình gập không ạ? Để coi có màn hình gập không. Lớp 10 thì em có một cây nè. Đây, lớp 10 bản hàng 4.450.000 nha. Con này là RAM 8 GB. À, con này RAM 12 GB, con này bản hàng. Em xin lỗi. Con này là RAM 12 GB và bộ nhớ là 256 GB mọi người. Đó, máy thì cũng còn khá là chất nha. Rất là đẹp luôn. Bản hàng 4.450.000. Ok chưa? LG màn hình xoay còn không? Còn luôn anh ơi, hai con nè. 4 triệu nha. Đó. Hai màn hình chip á, sẽ nói là gần á là 765G, màn hình mặt trước á, màn hình mặt trước là màn hình này nè mọi người, màn hình to á là 6,8 inch, còn màn hình bên trong á sẽ là 3,9 inch nha. Đó. Mọi người có thể chạy hai ứng dụng song song cùng một lúc vẫn được nha mọi người. Đó. 4 triệu nha. 4 triệu mọi người. Rock phone và lát sát hả? Rock phone này mình coi còn không? Lát sát thì em còn lát sát 4 đó mọi người. Để em coi có không ta. Không có lát sát mọi người, có K50 Gaming được không ta? K50 Gaming đi. Đây, chip sẽ là gần 8M1, RAM 828 GB. Đó. K50 Gaming nha. Máy gần như là 98-99% hết mọi người. 6.150.000. Đó, 6.150.000. 11 Pro Max 256 GB thì em còn một cái ép kính. Còn là màn hình zin nhưng mà đã kính rồi, pin 100%, 9 triệu 7 nha. Ok chưa? 9 triệu 7 nha mọi người. Đó. Giấy phone 2 em có con máy trong hộp. Giấy phone 2 em có mấy máy trong hộp. 11 triệu 800. Đó, con này bản chính hãng nha. Đây. Giấy phone 2. À, con này phải bản chính hãng, con này bản quốc tế 2 SIM thôi. Đó. RAM 12 GB và bộ nhớ là 256 GB. Đây, RAM 12 256 GB. Có hộp mà không có sạc nha. 11 triệu 800 mọi người, màu đen. Rồi, coi có gì nữa không ta.
S21 chai bản Mỹ hả? Đây, S21 chai bản Mỹ em còn nè, 8.750.000 nha. Em sẽ lấy con cho người xem. S21 Ultra bản Mỹ. Camera con này sẽ là zoom 100 m mọi người, và camera này sẽ là 108 megapixel, độ phân giải sẽ là 108 megapixel. Bản Mỹ sẽ được 2 sim và được chạy chip sẽ là gần 888. Đây, một eSIM và một sim lý, pin sẽ là 5000 nha. Đó, RAM 12 GB và bộ nhớ sẽ là 128 GB. Thì mấy cái dòng này gấp mọi người không cần chạy trước cũng được, nhưng mà cho gấp thì mọi người phải đến cửa hàng nha, không làm hồ sơ cho gấp online được, mọi người lưu giúp em. Đó, uống miếng nước cả nha mọi người. S22 Ultra em có nha, đợi xíu. S22 Ultra, này S23 Ultra 512 GB à, lỡ lấy sẵn review cho người luôn. Đây, RAM 12 512 GB, 21.300, bản 2 sim. Đây là S22 Ultra 14.600, RAM 828 GB, máy đẹp nha. Hàng chính hãng luôn. Còn này bản hàng nè, 13.850.000, RAM 12 và 256 GB. Đó, RAM 12 256 GB. Còn bản Mỹ máy đẹp Ken 13.800, RAM 828 GB, siêu viền vẫn còn mọi người không? Đó, siêu viền vẫn còn. Bên hông nè, bên dưới đây nè. Nói chung là siêu viền vẫn còn nha. S22 Ultra. Bản chính hãng bên em có hộp luôn, cũng có luôn mọi người. Con này là RAM 12 512 GB, con này bản hàng 14.400 nha. Review iPhone, iPhone em có 12 Pro Max à. iPhone sẽ báo giá cho người trước nha. iPhone là 14 nút bản chính hãng nè, bảo hành tháng 4, 17.500, màu xanh. iPhone 8 256 GB, pin 82, 3.3 triệu. Có 8 em không có rồi. iPhone 13 pin 89, 12.900 mọi người. S2 có máy nào tầm 3 triệu? S20 không shop. S20 3 triệu thì chắc chắn là sẽ không có mọi người. Nếu mà có thì chắc chắn sẽ màn đớm. Nếu mà anh cố gắng thêm khoảng 550 ngàn nữa thôi. Đây, 3.550.000 nè. Đó, máy full chức năng luôn nha. Đó, 3.550.000, em sẽ review cho anh xem nè. Đó, vỏ rất là đẹp. Thì chịu khó xài màu hồng 5 tính nha. Đây, màn hình nè, sáng đẹp, không mắm mố, không bị đớm, không lưu ảnh nha. Full chức năng, không một lỗi nhỏ. Đó mọi người thấy không, màn hình đẹp nè. RAM là RAM 8 GB mọi người. Và bộ nhớ con này sẽ là 128 GB nha. Đó, RAM 828 GB. Bản 2 SIM luôn, 1 eSIM và 1 SIM lý. Nói chung là mọi chức năng đều hoạt động bình thường. Chỉ cần bù thêm 550.000 đó mọi người. Đó, có một cái máy mà rất là đẹp luôn. Mọi người không? Rất là đẹp nha. 3.550.000. Tình trạng máy này á là màn hình đã ép kính rồi mọi người. Đó, nói chung là màn hình zin. Mọi người nhìn chắc nhìn không biết đâu. Em nhìn cái là biết màn ép kính hay là không liền. Đó, em bán hành lý cho người luôn, 3.550.000. Đây có 10, đây là 13 128 GB nè, 13.300. Em báo iPhone trước nha. 12 Pro Max 128 GB, pin 98, máy đẹp mọi người. 15.200 nha. Là máy đẹp bản Mỹ. Đây là 256 GB nè, 15.500, 12 Pro Max 256 GB. 14 Pro Max 24.500. Con này cũng là bản 256 GB màu tím nha. Đây, 256 GB màu tím mọi người. Ok nha. iPhone 8 nút 256 GB em có, chứ có iPhone 8 nhỏ thôi. 8 nhỏ thì 3.3 triệu. 13 Pro Max 128 GB, pin 88, 17.800 mọi người. Pro Max 256 GB luôn, pin 98%, 17.800 luôn. Đó, đa số 13 Pro Max thì mọi người hay qua mua góp mọi người. Thì 13 Pro Max thì mọi người chạy trước khoảng 5 triệu là mọi người lấy máy được rồi. Quay được 14 triệu. Đây, 13 Pro Max 256 GB màu xanh, 18.850.000 nha. Cho em hỏi giá xe bên mình. Anh hỏi xe gì anh ơi, cứ bình luận đi, em thấy được bình luận là xã hội trả lời nha. 13 Pro Max 512 GB, pin 87%, 19.600 mọi người. Cái nào 3.1 triệu hành lý ta, không thấy ta. 13 Pro Max 17.900, 128 GB, pin 90 nha. Rồi,
như S10 5G mọi người lâu quá mọi người không thấy ai qua ủng hộ mọi người. Con này cũng còn rất là ngon nè. Đây là Samsung Galaxy S10 5G nha. Đó. Con này là có góp online không shop và không có nha anh ơi. Con này là RAM 8GB và bộ nhớ là 256GB. Màn hình kích thước con này sẽ là 6.7 anh mọi người không? Máy quá đẹp luôn. Đó, 4 camera luôn nha. Đây 3 camera chính nè và thêm một cái cảm biến TOF 0.3 megapixel. 2 camera selfie nè. Đó, 2 camera selfie. Có một cảm biến Face ID 3D. Ủa con này không có Face ID 3D mọi người, em nói nhầm. Đó, 4 camera. Tổng cộng là 6 camera nha. Đó. 4 cam sau và 2 cam trước. Màn hình độ phân giải là 2 cái cộng nha. 4.250. Màu đã sắc và màu đen rất là đẹp luôn. Quá đẹp mọi người. Đây, nãy nào hỏi cái màn hình gập phải không? Có nè. Màn hình gập với clip 3. Mấy còn pin không? Con này hết pin. Đây, con này còn pin nè. Với clip 3 mọi người. Chip sẽ là gần 888 nha. RAM á là 8GB. Bộ nhớ con này là 256GB mọi người. Đó, màn hình gập là như vậy nè. Đây. Đây là màn hình gập nha. 7.8 thôi. Và con màu đen thì 7.5 triệu thôi mọi người. Đó, 7.5 triệu, 7.8 triệu. Ok chưa? Này. 7.5 triệu và 7.8 triệu nha. Samsung Galaxy Flip 3. Máy thì khỏi mỏi bàn mọi người. Rất là đẹp luôn. Đó, rất là đẹp nha. Đây. Chấm đi tí đây thôi. Quá đẹp mọi người. 7.8 triệu. Em có hai màu nè. Con này là 256 gì hết nha. Này cái gì ta? Này để con lại. Vì nhiều người ở xa mà hết shop em không lên được. Thật sự thì bên em không có gấp online được mọi người. Gấp online thì chắc chắn là sẽ không làm được đâu. Chưa có cửa hàng nào làm được mọi người. Nè cầm cái điện thoại giờ cái con tay sân luôn. Cái điện thoại cầm tại vì cầm một tay mọi người. Cầm như là livestream nè. Đó để con tay dưới giờ sân luôn rồi. Rồi mọi người hỏi gì cứ báo tiếp nha. iPhone 1 không có hàng thanh lý mọi người. F10e thì có hàng thanh lý nha. F10e sẽ có đây 2.2 triệu. 2.2 triệu. Con này thì RAM 6GB, 128GB. Con này màn hình nữa thì ám cực kỳ là nhẹ mọi người. Đó. 2.2 triệu. Còn nếu màn không ám thì em cũng có luôn. 2.750 triệu mọi người. Đó, F10e. Chip Snapdragon 855, RAM 628GB. Cho em xem lại con LG. LG gặp lại đi anh hả? Này LG hai màn hình chứ không phải gặp nha mọi người ơi. Đây, hai màn hình là như vậy nè. Nó xây màn hình gá mọi người. Đó. Ok chưa? Rất là mượt nha. Con S20 đẹp quá mà 5.000 mới có lưu. Thật sự là S20 á, cái màu hồng á, thật sự là em bán không có lãi lắm mọi người. Lãi mà nếu mà trừ sạc nè, trừ sạc thường cái thôi chắc là khoảng được 100.000 con. Tại vì màu hồng á, thật sự là rất là kén khách mọi người. Mà bây giờ lỡ á, là đi nhập rồi, nhập được màu hồng không thì bắt buộc cũng phải bán thôi. Mà thôi kệ, nhập rẻ thì bán rẻ mọi người. Đó, thì được mọi người ủng hộ thôi. Chứ là cũng đâu có sao đâu. Giờ là lãi gì tầm này nữa mọi người. Cũng có lãi thì có làm thôi. Như con này thì ép kính á, thì 3.5 triệu năm mua nhanh. S20 5G á, à, ép kính á, thì 3.5 triệu năm mua. Còn mà không ép kính á, là 3.9 triệu năm mua. Đó, 3.9 triệu năm mua. Ok nha mọi người. Như là S20 5G nếu mà mọi người đi mà cửa hàng mà bán sỉ chắc cũng biết giá em bán là cỡ nào mà. Mà cũng có mấy con thôi kệ, không sao hết. Màu hồng thì mình bán theo kiểu màu hồng mọi người, đúng không? Vivo V23 5G 4.450 nha. Đó. Sáng mới ghé ủng hộ em con Samsung A73 mà không chốt được. Ok, cảm ơn anh Duy Khánh quan tâm giúp em. Đã không chốt được chắc bán rồi. A73 5G thì mấy này cũng hết hàng. Không có gì mới về mọi người. Đây là con Note 20. Cái con này á em bán cho người là 3.6 triệu nè. Đây, Note 20 5G nha. 3.6 triệu 50. Đó, màn hình nó bị lưu ảnh mọi người thấy không? Họ bây giờ không bán 3.6 triệu 50 nữa. Em bán con này mọi người muốn em bán bao nhiêu? Note 20 em bán chiên một người nè. Đó, con này là Note 20 5G hiện tại đang bán là 3.6 triệu 50 nè. Đó mọi người thấy không?
cái này em đã sẵn là 3.650.000. Bây giờ mọi người muốn em bán giá nào sẽ để bán giá đó luôn. Đây bản 2 sim nha. Đó, một e sim, một sim lý, RAM 828 GB. Đó. Nó bị lưu ảnh mọi người. Bán 900 đi anh ơi. 900 đi anh đi. Bán 900 là chắc học máu luôn mọi người. Nói chung em bớt được cũng ít ít thôi mọi người, nói chung bớt để cho vui thôi. Mà ai lấy trước thì bán trước nha. Đó, bởi cây này em sẽ bán cho người là 3.150.000. Đó. 3.150.000 được không? Một cây duy nhất thôi. Màn hình chỉ bị ám, bị lưu ảnh vừa nè. Cái này mọi người chỉnh có nền tối xài là sẽ không hay nha. Đây chỉnh cho mọi người xem. 3.150.000, em giảm 500.000 luôn. Đó. 3.650.000 phải không? Bây giờ em bán là 3.150.000 nha, để em lấy cái tem em dán là mọi người, phải không, nhân viên nó không biết. Nó cứ tưởng là bán 3.650.000. Nào bây giờ em che là cái tem nè. Đó. Lấy cái bút. 3.150.000 nha. Ok. 3.150.000. Một cây duy nhất thôi mọi người. Chỉ một cây duy nhất thôi nha. Đó. Full chức năng camera con này sẽ là đây, zoom cho mọi người á là 3 mét nha mọi người. Em test hết chức năng là cho mọi người xem nha. Đây là cam góc rộng nè mọi người. Đây là cam F1 nè. Đây là cam F3 nè. Nó zoom sẽ được 3 mét nha mọi người. Đó, tại gần quá này sẽ không thấy đâu. Đó mọi người không? Gần quá vẫn thấy nè. Mọi người không? Chụp tấm hình cho mọi người xem nè. Đó 256 GB đó. Hay chữ 256 GB không? Đó. Tại gần quá mọi người. Còn đây sẽ là cam ga selfie nè. Đây. Cam ga selfie. Ok nha. Đó, rất là gọn nét luôn. Trời cà mặt quá đẹp luôn. Đó. 3.150.000, một cây duy nhất thôi. Có bút nha mọi người. Có bút đàng hoàng nha. Bút full chức năng không lỗi gì hết nha. Chỉ bị lưu ảnh, chỉnh nền tối là mọi người không thấy liền. Mọi người thấy không? Em chỉnh có nền tối cho mọi người sẵn rồi đó. 3.150.000, ai chốt trước thì em bán trước nha, một cây duy nhất thôi mọi người. Chỉ có một cây duy nhất thôi. Để coi còn gì đâu. F10 Lut bản Mỹ 4.350.000. Nên giới thiệu cho khách biết camera sau bao nhiêu mơi hả? Thật sự là em, nếu mà nói về camera em không, thật sự là cũng không nhớ đâu. Em nhớ những cái dòng mà chính thôi mọi người. Như những cái dòng này nè sẽ là 48 MP. Đó, không phải là em không muốn đọc mọi người, mà không phải là nó không nhớ hết. Thật sự là không nhớ hết chứ không phải là không muốn đọc mọi người. Sao bây giờ mà nhớ hết được tất cả các dòng máy được mọi người? Em chỉ nhớ chip, RAM và giá thôi. Đó. Còn mọi người muốn xem mà chi tiết chắc chắn mọi người sẽ xem review trên YouTube mọi người. Đó, review cái máy đó coi ok không. Bây giờ thì YouTube cũng nhiều người mua điện thoại cũ về review lắm mọi người. Đó, mọi người mà lên xem thử. Rồi, đây là M53, RAM 828 GB, 5.450.000. A95G, RAM 628 GB, con này thì sườn nó hơi xấu một xíu mọi người. 2.850.000 nha. Cái này mọi người về sạc lưng là ok. RAM 628 GB, chip sẽ gần 855 nha. Hôm nay là chim hơi hơi bị lâu luôn mọi người thấy không? Hôm nay là chim hơi bị lâu luôn. Mi Mix 4. Đây. Mi Mix 4 mọi người, cái này có dán dán chống chày. Mi Mix 4 thì đây là một con siêu phẩm một thời. Hot pin này, RAM 12 và 256 GB. Camera sẽ là 108 MP và zoom sẽ được 5x mọi người. 50x nha, 7.750.000. Máy thì còn rất là đẹp. Mọi người thấy không? Máy rất là đẹp. Màu đen, lưng này là lưng gớm mọi người. Em nhớ là vậy nha. Không đúng thì mọi người bỏ qua cho mọi người. Em nhớ con này là lưng gớm với con Mi 11 Ultra mà không biết phải không nữa. Lâu quá thì không coi review cũng không nhớ. Máy này tập trung bán xe quá. LG xoay 4.000.000 đó máy sim bị Huy. Dạ, con này có một sim nhanh thôi. LG đa số là một sim thôi. Laptop 3, 3.950.000. Đó, cũng hết pin luôn rồi. Laptop 3, 3.950.000. Máy này để em bữa nào sạc pin đóng rồi để quay cho nó dễ mọi người. Em chốt nhanh đây. Gì vậy? Đây là một con Vivo Y55 mọi người, 3.150.000 nha. Điện thoại cũ gì mới tanh vậy? Mới tanh là sao? Điện thoại cũ gì mới tanh vậy? Đây là một con Vivo X60 Pro Lut 7.2, chip sẽ gần 888 mọi người. Đó. S21 Ultra có bán nha, 8.750.000, 2 sim, chip 888 mọi người.
Đó, một e sim, một sim lý, em còn một bạc nha. S21 Plus em có luôn mà không có để đây rồi. 6 triệu 250. Đây, Mi 11 Ultra 8 triệu 850 mọi người, RAM 8 26 GB. Thì con này ngoại hình chắc tầm khoảng 98 99 đó mọi người. Đó. Chip cũng là 888. Con này cam ga sẽ là SUM á 120X nha. 120X mọi người. Ok nha. 8 triệu 850. LG X6 2019 64 GB, RAM 3 GB, 1 triệu 650. Chào tôi cái đi Huy ơi. Ok luôn anh Trần Phương Đại ơi. Em để ý anh là đó. Anh là lúc nào mà canh máy hành lý là lúc nào cũng chốt trước á. Em để ý anh là đó. Bữa nào mà em không bán cho anh là anh hiểu rồi. Gì? Mấy giờ đâu? Ở mới 7 rưỡi hả? Vivo i33s mọi người, 2 triệu 850 nha. Cho coi lại cái màn hình xay 4 triệu. Hồi nãy giờ ông quay cái màn hình xay là chắc khoảng 4 lần rồi mọi người. Mà biết chốt được chưa nữa. Ở LG quán được chưa? Chưa hả? Mà chưa bán được đó mọi người. Nãy giờ quay em quay là 4 lần rồi, đây là lần thứ tư nè. Đó. RAM là 8 GB nha, bộ nhớ là 128 GB, nó sẽ có hai màn hình. Màn hình bên trên là 6,8 inch. Để em vô wifi cho người xem, nó sẽ chạy được hai ứng dụng song song luôn mọi người. Đây, vô wifi cho người xem. 4 triệu. Nè, vô wifi các mọi người. Không biết tải YouTube gì chưa? Sợ YouTube bản cũ nó không cho vô mọi người. Này, đợi xíu nha. Ủa sao kỳ vậy? Chắc bấm sai mật khẩu. Lớp 10 thì có hai con. Để xíu cho vô wifi các mọi người. Lớp 10 có hai con nha. Một con là 4 triệu 450 bản hàng, RAM 12 và 256 GB. Đó. Máy thì rất là đẹp. Quá đẹp mọi người, đẹp xuất sắc luôn, 10 điểm. Còn con này thì 9 điểm rưỡi. Con này thì 3 triệu 7, 3 triệu 850 mọi người. Con này bản Mỹ nha, RAM 8 256 GB. Đó. Bản Mỹ RAM 8 256 GB. Đó. Bản Mỹ RAM 8 256 GB. Con này thì bị ám rất là nhẹ nha, chắc nhìn ở ngoài mới thấy mọi người. Chứ nhìn bằng điện thoại chắc không thấy đâu. Nó nhẹ lắm. Ok nha. Anh có bán trên Togo không để xíu em xuống em hỏi cho. Mà chắc nó bán á. Chắc là em bán nha, chứ nó quậy quá. Rồi chưa có vô YouTube được rồi. Tại vì mình phải đăng nhập cái tài khoản Google mọi người. Mình cập nhật cái YouTube lên á. Này bản anh cho cũ quá. Rồi, bây giờ thử cái khác đi. Vô cái đây. Một cái máy ảnh. Một cái máy ảnh không được. Chạy được hai ứng dụng song song nha. Đây bằng lại không? Ở trên coi hình đi. Tại vì không có YouTube rồi, không không có cho mọi người xem được rồi. Đó, trên coi hình dưới đọc báo nè. Đó. Vậy đó, còn hồi trên lướt Facebook vẫn được nha. Ở trên lướt Facebook vẫn được. Còn dưới thì đọc báo nè. Đó, mọi người thấy không? Chơi được hai game luôn. Hôm bữa em thử rồi. Một cái trên đó là Liên Quân, một cái dưới đó là PUBG. Vẫn chơi được luôn mọi người. Đọc vậy đó. 4 triệu nha, 4 triệu mọi người. Vivo nãy hả? Vivo X60 Pro mọi người. Thế còn Note 20 này có ai gọi không? 3 triệu bốc đã mua. À mọi người ơi, thấy chưa, giảm 500 ngàn cái là bán liền mọi người không? Đó, chốt rồi nha. Em giảm cái Note 20 mà 500 ngàn là có người chốt liền mọi người không? Ấy cỡ nào là cỡ chốt cỡ 500 ngàn là chắc chắn sẽ bay liền. Realme 8 rồi, con này chip 720G nha, RAM 828 GB, 2 triệu 950. Này cũng vậy luôn, coi còn gì không ta. Redmi K40 Pro, con này 4 triệu 850 chứ, cái này lộn giá rồi. À, nó sắp 4 nè. Nó sắp 4, RAM 628 GB, 4 triệu 150. Đó, con này màn hình 120Hz, 144Hz chứ. Sạc 120W, chip 870, có phím dích gờ vật lý nè. Mấy
cái này hết pin rồi lâu quá mà. Cái Xiaomi thì bữa giờ em không có sạc pin lên. Mi 12 nha, 6,6 triệu, chip 8 Gen 1 mọi người. Còn Mi 13 Lite á là chip 7 Gen 1, 7,2 triệu, RAM 26GB, RAM 8 26GB. Chốt như thế nào mà em gọi không được hả? Trời ơi, đây có 3 số điện thoại nè. Số đầu tiên là 077 469 683. Thường mọi người sẽ gọi số đầu tiên, nhưng mà gọi số đầu tiên nhiều quá thì nó sẽ bị kẹt mạng mọi người, chứ không phải là không gọi được đâu. Mọi người gọi số 2 là 0703 747 474, hoặc là 0608 774 giúp em nha. Đó, muốn mua rồi sao ạ? Qua cửa hàng được không nè? Tất nhiên là sẽ được rồi. Trời ơi, qua cửa hàng là còn khoái đó mọi người. Qua cửa hàng là em còn khoái nữa. Hoan nghênh nha. Đó, ai qua cửa hàng hoan nghênh luôn. Mi 11 nha, RAM 8 26GB, chip là 888, cam ga sẽ là 108 MP mọi người. Giá bán là 5,350. Mi 11 Lite 5G, chip sẽ gần 780, RAM 828GB, giá bán là 3,3 triệu mọi người. Đó, con này lưng 2G rồi nha. Nhưng mà con này là bản sách tay. Còn này là Mi 1 Lite 4G, RAM 828GB bản chính hãng, 3,5 triệu. Lá sắp 4 quốc tế hay nội địa? Lá sắp 4 em có 2 phiên bản. Nếu mà bản 99% á, mà RAM 12, 128GB á, em upgrade bản quốc tế mọi người. Nó vui một full tiếng Việt nha. Còn con này á, thật sự là em quên rồi. Em quên là nó bản gì vậy? Em quên bản gì vậy? Chắc này phải mang sạc pin lên rồi mới báo lại. Có con nào giá học sinh không? Học sinh là khoảng nhiêu? Học sinh cấp 1 hay là học sinh cấp đại học? Em gọi số đầu tiên không được, gọi số 2. Số 2 được, đúng rồi, số 2 chắc chắn sẽ được rồi. Chứ giờ muốn ba người vô nghe điện thoại mà số đầu tiên thì nghe quá trời. Còn hai số kia thì hai nó ngồi chơi không à, hai nó ngồi coi phim không à. Thấy không? Nên mọi người lên gọi số 2, số 3 nha, em nói mà. Đó, hai số sau, hai số sau toàn nó nghe, nó toàn nó ngồi trên đây là nó ngồi nó coi phim tiếng Hàn Quốc gì không à. Anh ơi, 4 triệu màu xanh là con gì vậy? À, con này LG Win đó mọi người, hai màn hình. Đó, hai màn hình. 4 triệu. Thôi chắc em up like mọi người, nãy giờ like cũng hơi nhiều rồi đó. Em cảm ơn mọi người dành thời gian xem buổi livestream của mọi người. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha. Bye bye, tối nằm mơ thấy em nha. Bye bye.